thứ hai đó, là hỏi về cái sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức. Chờ chút sư mở, sư phải mở cái. Rồi. Sắc ha, thọ tưởng hành thức. Sắc á, đó chính là cái các cái thành phần vật chất ha. Sắc là các thành phần vật chất. Thọ đó là các cái cảm, là thọ là cái cảm giác ha. Tưởng á là khía cạnh kinh nghiệm kiến thức, còn hành á là khía cạnh thiện ác, còn thức á là sự biết đơn thuần của các giác quan đấy. Thì khi mà mắt nhìn thấy cảnh á, sư lấy ví dụ như cặp mắt, mắt nhìn thấy cảnh á, thì nó chỉ đơn giản là chụp hình thôi. Có mắt nó chỉ đơn giản nó chụp hình thôi, nó chưa biết là cái gì hết trơn á, nó chưa biết là cái gì hết á. Thì đây là cái nhiệm vụ của anh thức nè, ảnh chỉ đơn giản nó chụp hình thôi, ảnh chụp hình để anh nhận được cái cảnh sắc đấy. Mà cái cặp mắt á, cặp mắt đây à, cặp mắt có phải có cặp mắt để chúng ta thấy được hình ảnh, và cái thức nó chịu trách nhiệm là nó chụp hình, nó bắt cái cảnh đó. Rồi cái anh tưởng đó, ảnh phân tích đây là cái hình ảnh gì, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là người già, đây là người trẻ, đây là bông hoa, đây là ngôi nhà, đây là cái xe. Thì nó sẽ ảnh sẽ dựa trên cái kinh nghiệm kiến thức của ảnh đấy để anh biết đó là cái gì. Cái thọ đó là nó cảm giác nhìn thấy cái hình ảnh đó, chúng ta thích thú hay chúng ta không thích thú, thọ lạc hay thọ khổ. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy hình ảnh con đi làm về, thấy hình ảnh con nó chạy, nó bị bô bô đó, nó chạy ra, nó hôn hít mình, ôm hôn mình, thì nó là thọ lạc. Còn chạy, còn mở cửa nhà ra mà thấy nhà cửa bề bộn, không có ai quét dọn hết, mùi nó bốc lên, trời ơi không biết là ai 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 đổ thùng rác ra giữa nhà, thì đó là thọ khổ. Mắt thấy cảnh thì đây là cái thọ liên quan tới cái thọ. Còn cái hành á là khía cạnh thiện ác, có nghĩa là sao, sau khi chúng ta có được cái cảm thọ này rồi đó, quê nó na phát sa bát gia, quê nó na bát gia tăng kha đấy. Thì khi chúng ta có cảm giác rồi đó, chúng ta sẽ nó sẽ là duyên cho cái tâm tham xuất hiện hay là tâm sân xuất hiện. Nếu mà thấy thường chúng ta thấy cái cảnh mà nó cảnh thích thú, thấy con nó nhào vô người ha, đi làm về thấy con nó nhào vô người, thì cái tâm tham xuất hiện, tâm ái đúng không gì, tâm ái, tâm tham xuất hiện. Còn mở cửa nhà ra mà thấy nhà cửa nó bề bộn là tâm sân xuất hiện. Thì đây là khía cạnh thiện ác, là cái nhiệm vụ của anh hành ha.